Hello everyone, welcome back to Hello How và Mix It Up. Cocktail chính của ngày hôm nay sẽ được mang tên là Sidecar. Sidecar là một trong những classic cocktail mà nếu như mà Hào có giới thiệu với tất cả các bạn ở những tập trước về Old Fashioned hoặc là Vieux-Carré xuất phát từ New Orleans, thì Sidecar là một trong những classic cocktail mà cũng rất là nổi tiếng ở New Orleans. Có rất là nhiều người cũng như là nhiều nơi đã claim là họ là một trong những cái người và cái nơi đã làm nên sáng tạo nên cái cocktail này. Thì có hai cái giả thuyết á, thì một là được phát minh ở London, nước Anh, thứ hai đó là Paris của nước Pháp. Đối với Hào thì Hào cảm giác như là Hào nghiêng về cái phía Paris của nước Pháp, bởi vì Sidecar cái thành phần chính của nó là cognac hoặc là brandy. Các bạn có thấy là nó có vẻ như là hợp lý hơn đúng không ạ? Đây là một trong những cocktail được ra đời rất là lâu rồi. Thì nó được phát minh vào giữa thế kỷ thứ 19, cái khi mà World War I, có nghĩa là đại chiến thế giới thứ nhất gần như là kết thúc á, thì lúc này là nó được phát minh ra. Một điều mà Hào mới vừa học hỏi được đó chính là vào những cái năm đó đó thì người ta không có bỏ như là chanh cam vào trong cái cocktail, mà chỉ là straight up rượu và một chút bitters hoặc là một chút sugar, có nghĩa là đường thôi. Bởi vì khi mà Sidecar ra đời thì nó sẽ bị lạ lẫm một chút xíu, nhưng mà đó người ta lại rất là để rất là ít chanh trong đó, nên là cái ratio của thời xưa và thời nay dĩ nhiên là sẽ rất là khác nhau. Nhưng mà hôm nay họ sẽ hướng dẫn với tất cả các bạn cách mà thời nay chúng ta làm Sidecar như thế nào. Thành phần chính của Sidecar rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần brandy hoặc là cognac. Hôm nay họ sẽ sử dụng Matassa. Matassa hôm ở tập trước họ có giới thiệu với các bạn, thì đây là một trong những cái loại liquor của Hy Lạp. Thì nó là thuộc dạng cognac hoặc là brandy, nhưng mà nó không được sản xuất từ Pháp, cognac Pháp, nên nó sẽ gọi là brandy. Ở nhà nếu mà bạn nào mà có cognac hay là brandy thì bạn đều có thể sử dụng được nhé. Tiếp theo thì Hào sử dụng Cointreau. Cointreau được hiểu như là orange liqueur. Thì bên cạnh Cointreau thì bạn có thể sử dụng Triple Sec, hoặc là bạn có thể sử dụng Grand Marnier. Mà bạn biết là Grand Marnier rất là mắc tiền, nên mà nếu như mình làm quán bar mình để mà Grand Marnier nào, chắc chắn là các bạn phải trả cái cocktail rất là nhiều tiền. Thường thì những quán bar nhà hàng đó, người ta sẽ để Triple Sec tại vì nó rẻ nhất. Còn Cointreau là từ khi nào mà khách yêu cầu, hoặc là nếu mình muốn ở nhà đó thì mình làm Cointreau cho nó ngon. Và một thành phần không thể thiếu đó chính là lemon, có nghĩa là trái chanh vàng này. Và cuối cùng thì mình sẽ cần garnish với lại đường ha. Thì Hào cần cái này để Hào làm cái rim, có nghĩa là cái vòng đường ở trên cái miệng của cái ly. Lát này Hào sẽ hướng dẫn với các bạn làm như thế nào. À quên một điều là mình sẽ trở lại cái lúc mà hồi nãy Hào nói đó, là giữa thế kỷ 19 người ta không có sử dụng juice, có nghĩa là chanh cam vào đó. Thì có một cái từ mà Hào muốn giải thích cho các bạn đó, gọi là punchy. Khi mà mình nói cái cocktail đó là punchy á, có nghĩa là cái cocktail đó nó có những cái loại nước trái cây ở trong đó, ví dụ như là cam, chanh, quýt, bưởi. Thì người Mỹ đó, khi mà người ta nói cái gì nó punchy, có nghĩa là nó có nhiều cái hương vị trái cây trong đó, là gọi là punchy. Bởi vì khi nào mà bạn mà làm những cái cocktail mà nó có những cái flavor, là những cái hương vị trái cây trong đó, thì người sẽ được gọi là punchy. Chỉ đơn giản vậy thôi, Hà chỉ muốn giải thích cho các bạn thêm một chút kiến thức về cái từ ngữ của người Mỹ sử dụng, mà rất là phổ biến ở trong nhà hàng, quán bar hay là những cái dân bartender như chúng ta. Sidecar là một shaken cocktail và được serve up, nên chúng ta sẽ cần shaker và martini glass nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện Sidecar. Ran into you at the drugstore, you were picking up your prescription. It's funny cause I got addicted to you when we were in love, and even though you broke it off, I struggle with it like you were a bottle of pills. I wish I could give in. Trước khi mà để đá vào shake thì chúng ta sẽ cần làm cái rim cho cái ly này trước ha. Để không thôi mà khi mà mình shake xong rồi mình để đó rồi mình mới làm cái rim á, thì cái nước đá nó bị hòa tan ở trong cái shaker, thì cocktail mình nó sẽ không còn cái đậm vị nữa.
Bây giờ sẽ chỉ các bạn làm rim nhé. Bạn chỉ cần một miếng chanh nhỏ thôi và chúng ta sẽ đi vòng quanh cái miệng của cái ly này ha. Lý do mà mình dùng chanh á là bởi vì cái sidecar nó sẽ có chanh đúng không ạ? Khi mà ta uống vào cái môi mà chạm vào cái thành ly đó thì nó sẽ vẫn còn được cái vị chua. Nếu như mà bạn chỉ làm với nước lã đó thì nó sẽ bị nhợt nhạt á. Nếu mà bạn ở nhà bạn có thể làm thử, hoặc là bartender thì bạn biết là những cái điều này họ nói với các bạn. Tại vì nếu như mà mình là một cái người mà thử trải nghiệm cái điều mình làm á, bạn có thể so sánh giữa một cái là để là làm với nước ha, một cái là làm với chanh ha, thì dĩ nhiên là cái mùi chanh nó sẽ đậm vị hơn và nó sẽ ngon hơn. Còn với rim á thì đúng như là bài bản á, là mình sẽ phải làm hết nguyên một cái ly này luôn, hết nguyên một cái dòng này luôn. Nhưng mà đó, thời buổi bây giờ có nhiều người, ví dụ như là Hào đi ra ngoài uống, Hào đang on diet bởi vì Hào tập thể dục rất là nhiều, Hào không muốn bỏ quá nhiều đường vào. Nên là đối với Hào đó thì Hào sẽ chỉ làm cái rim của một nửa cái ly này thôi ha. Còn nếu như bạn thích làm hết một cái ly thì bạn làm. Nhưng mà Hào để ý đó là Hào chỉ làm một nửa thôi là đã đủ rồi, và nó sẽ có một cái, nó nhìn nó đẹp hơn chút xíu. Và khi làm rim đó thì bạn cần một cái dĩa đường như thế này. Bạn để thật là nhiều ha, càng nhiều đường càng tốt. Sau đó đó thì Hào thích đó là cái rim nó sẽ nằm ở ngoài, nó ở ngoài cái thành ly hơn là nằm ở trong. Sau đó mình sẽ đi lại nửa ly ha các bạn ha. See. Rồi bạn rắc xuống, em không có rớt. Thế là mình đã có một cái rim như thế này. Ran into you at the drugstore, you were picking up your prescription. It's funny cause I got addicted. Bởi vì đây là second cocktail nên chúng ta sẽ không quên là double strength cái cocktail này. They like you were a bottle of pills. I wish I could give in to my dependency. But I move on because I know what's bad for me. Cause seeing you means calling you means all of a roof again falling for you. Phần garnish thì sau khi mà mình làm cái rim đường như thế này thì mình sẽ làm một cái lemon twist để mà bỏ lên cho nó đẹp. Bạn cũng không quên là mình làm cho cái zesty nó ra. Wow, cái chanh này, cái mùa này, cái vỏ nó dày quá các bạn. Nên rất là nhiều tinh dầu luôn. Done. Vậy là Hào đã vừa làm xong sidecar rất là dễ dàng và rất là đơn giản. Bây giờ thì mình sẽ thử ha. Yum. Các bạn sẽ nghe được cái vị chanh rất là nồng. Bên cạnh đó thì cái Cointreau là cái orange liqueur đó sẽ rất là đậm vị. Ngoài ra đó thì cái đường này nó sẽ giúp cho cái vị của cái cocktail nó sẽ smooth hơn khi mà chạm lưỡi của mình. Nói về cái phần ratio đó thì ngày xưa đó là Hào nói là người ta không có dùng nhiều juice, nên là cái sidecar đó nó sẽ có tới 2 ounces, có nghĩa là 2 ounce của cái base liqueur. Rồi cái Cointreau đó thì là nửa ounce. Và cái lemon juice là chỉ có 0.25 ounce thôi. Nhưng mà thời nay đó thì bởi vì mọi thứ mình muốn nó đậm đà hơn và nó đậm vị hơn đúng không? Bạn muốn là mọi thứ nó balance, có nghĩa là nó cân bằng. Cho nên là sidecar sẽ được làm với cái ratio rất là giống như những cái cocktail khác. Đó chính là cái base liqueur sẽ là 1.5 ounce, Cointreau sẽ là 0.5 ounce,
Nếu như mà khách của bạn hay là bạn ở nhà bạn muốn uống nó ngọt hơn chút xíu thì bạn có thể làm Cointreau 0.75 oz. À, lemon thì mình sẽ chỉ làm 0.5 oz thôi, giống như tập trước Hào nói, đó là những cái loại mà cocktail thì mình cứ cho là 0.5 trước là được. Còn sugar rim thì tùy thôi, nếu như mà người nào mà không uống sugar rim thì mình sẽ không để. Còn nếu như mà bạn là bartender thì như Hào đó thì Hào nghĩ là cái vòng rim nửa cái ly nó sẽ làm đẹp mắt, và có nhiều người họ không thích uống đường thì họ có thể tránh ra và uống cái bên này. Yummy. Có một câu hỏi mà hồi muốn dành cho các bạn, nếu mà bạn nào mà đã coi tới cái phần này của cái tập này đó thì Sidecar có liên tưởng cho bạn đến một cái cocktail nào mà nó rất là giống cái cách làm mà chỉ khác cái liquor base thôi, thì nếu như mà bạn biết thì bạn để lại những comment cho Hào nhé, chúng ta sẽ cùng trao đổi và chia sẻ. Ngoài ra thì Hào đã gần đạt tới 1000 subscriber rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và Hào đã suy nghĩ ra là khi mà mình đạt được 1000 subscriber Hào sẽ làm cái gì rồi, thì nếu như bạn mà yêu thích cái kênh YouTube của Hào, thích Hào thì nhớ là like, share, ủng hộ kênh Hào nhé. Và nếu mà bạn cảm thấy như là bạn đã vừa học hỏi được thêm những gì rất là nhiều, hoặc là bạn có những kinh nghiệm muốn chia sẻ thì để lại comment cho Hào. Và hy vọng rằng cái ngày mà Hào đạt được 1000 subscriber sẽ không xa. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào và Mix It Up. Bye bye.